Để lên được phương án giải quyết cho bài toán đào tạo này, trước khi đi vào chi tiết, chúng ta hãy cùng tham khảo thử một công cụ. Đó là công cụ bộ câu hỏi phân tích và xác định nhu cầu đào tạo. Thì thông qua bộ công cụ này, giống như là các bạn đang có một cái biểu mẫu, những cái câu hỏi thường gặp mà các bạn đóng vai trò là người thiết kế nội dung chương trình cần phải hỏi lại đối tượng thụ hưởng là những người học, để mà các bạn có thể xác định rõ được nhu cầu đào tạo. Mình sẽ lấy một số cái ví dụ. Ví dụ như là với câu hỏi về đối tượng, chúng ta có thể đưa ra những câu hỏi như phòng ban hay là nhân sự nào sẽ tham gia, hay là tỷ lệ và các nhóm chức vụ tham gia buổi đào tạo, hay là tỷ lệ senior và fresher có mặt trong buổi đào tạo, hay là tỷ lệ các học viên đã biết hoặc đã nghe về chủ đề này. Đây là những câu hỏi giúp chúng ta khoanh vùng được đối tượng và đưa ra những cái nội dung phù hợp nhất với cái đối tượng nghe của chúng ta. Với cái nhóm vấn đề, chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi ví dụ như là vì sao bạn cần đến chương trình đào tạo này, hay là vấn đề nào bạn mong muốn được cải thiện thông qua chương trình này, hay là các kiến thức hay kỹ năng nào bạn cảm thấy còn thiếu để mà có thể hoàn thành tốt công việc của bạn. Tiếp theo, với nhóm về kỳ vọng, chúng ta có thể đưa ra những câu hỏi như sau. Ví dụ, bạn kỳ vọng những nội dung nào sẽ được truyền đạt trong buổi đào tạo, hay là bạn kỳ vọng buổi đào tạo sẽ thiên về kiến thức, lý thuyết hay thực hành thực tế, hay là mức độ tương tác mà bạn kỳ vọng muốn có trong buổi đào tạo này ra sao. Thì với những câu hỏi về kỳ vọng này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ được cái kỳ vọng và thiết kế cái nội dung nó phù hợp nhất với kỳ vọng của người học. Cuối cùng, đối với những câu hỏi về hình thái, chúng ta có thể đặt những câu hỏi ví dụ như là thời lượng lý tưởng mà bạn có thể dành ra để mà tham gia chương trình đào tạo, hay là bạn mong muốn lắng nghe giảng viên nhiều hơn, hay là muốn có không gian để mà chia sẻ ý kiến cá nhân cũng như là cái case study hay là cái vấn đề của mình nhiều hơn, hay là bạn kỳ vọng không gian và hình thức tổ chức buổi học sẽ như thế nào, ở trong nhà hay là ở ngoài trời, ở đó là workshop hay là những cái buổi training một chiều giảng viên xuống dưới học viên chẳng hạn. Thì thông qua hàng loạt những câu hỏi này, các bạn có thể áp dụng hết hoặc là chọn lọc một số cái câu hỏi phù hợp để mà có thể đưa ra những cái khảo sát và phân tích rõ được nhu cầu học của học viên của chúng ta.